Diệu Nhi, khoảnh khắc hoàn thành xong nhiệm vụ thật sự rất đặc biệt. Sau 2 ngày thực hiện, bác sĩ ekip chỉnh hình trong ca tách xong sinh trúc nhi, Diệu Nhi tiết lộ khoảnh khắc cuối cùng vừa bó bột xong là muốn phục. Với các bác sĩ được giao trọng trách ghép lại cuộc cổ định mệnh tách rời hai bé gái xong sinh trúc nhi, Diệu Nhi, khoảnh khắc hoàn thành xong nhiệm vụ thật sự rất đặc biệt. Sau 2 ngày thực hiện cuộc đại phẫu tách nhau ra khỏi cơ thể dính liền vùng bụng chậu, hai bé trúc nhi, Diệu Nhi đã dần ổn định sức khỏe. Để có thể tách thành công cặp song sinh, ngoài công sức chung của cả ekip gần 100 thành viên, nhóm bác sĩ chỉnh hình nhi có một vai trò rất đặc biệt. Hai bé trúc nhi, Diệu Nhi thời điểm trước khi được tách rời. Nỗi sợ của vị bác sĩ 40 năm chỉnh hình xương cho bệnh nhân. Bác sĩ Phan Văn Tiếp, trưởng ekip chỉnh hình nhi của ca mổ, hiện công tác tại bệnh viện Xuyên Á, thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ, dù có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình hơn 40 năm nhưng đây mới là lần đầu tiên ông nhận nhiệm vụ đầu tàu trong việc tách xương hai bé song sinh dính nhau. Chuyên gia mổ định mệnh, ông rất lo lắng. 6 thành viên trong ekip chỉnh hình nhi chụp hình với giáo sư Trần Đông A và lãnh đạo bệnh viện Nhi đồng thành phố trước giờ. Tôi phải nhờ con trai đang tu nghiệp ở nước ngoài gửi cả trăm tài liệu nước ngoài về để nghiên cứu. Các bác sĩ phải rạch một đường ra phía sau khung chậu với đường mổ đi dọc theo màu chậu để phù hợp với tư thế nằm của hai bệnh nhi. Xong bước này, việc cắt khung chậu tách xương mới được tiến hành. Bác sĩ ekip chỉnh hình nhi trong ca đại phẫu tách rời hai bé song sinh trúc nhi, Diệu Nhi. Không chỉ là tách rời, bác sĩ Nguyễn Dương Phi, trưởng nhóm chỉnh hình nhi, bệnh viện Nhi đồng thành phố, thành viên ekip chỉnh hình kể tiếp, áp lực đè nặng lên ekip chỉnh hình là rất lớn. Hai bé song sinh bị dính phần khung chậu là nơi nâng đỡ những cơ quan khác như ruột, bàng quang, cơ quan sinh dục, da. Nếu khung chậu không khép lại được mà cứ dạng 180 độ thì hai bé sẽ không đóng ra được, đồng thời những cơ quan không được nâng đỡ sẽ tràn xuống tầng sinh môn, bác sĩ phân tích. Bình thường, xương khớp mông sẽ dính sát nhau, nhưng với hai bé thì xương lại toát rộng ra đến 15-20cm. Khoảng thời gian của ekip chỉnh hình nhi giữa sau khi tách xương chậu của hai bé. Việc tách khớp mông rất khó khăn vì lúc này hai bé đã 13 tháng, phần sụn rất cứng, xương lại dễ chảy máu nên việc bóc tách phải rất cẩn thận. Bác sĩ thì nói, các bé hiện trong giai đoạn hồi sức. Khi mọi công đoạn gần như đã hoàn thành, các bác sĩ của những ekip khác thở phào vì đã xong việc thì ekip chỉnh hình vẫn chưa được nghỉ ngơi. Lúc đó, ekip tạo hình đã khâu da và đóng hình bụng. Chúng tôi, bác sĩ chỉnh hình phải làm nhiệm vụ bó bột để chuyển các bé từ phòng mổ qua hồi sức. Giai đoạn này chỉ khoảng hơn 20 phút thôi, trời đã tối rồi. Khi làm thì không hề thấy đuối chút nào, nhưng sau khi kết thúc, nhìn mặt hai bé tươi tỉnh, sinh hiệu ổn thì 6 bác sĩ bắt đầu bụng, bác sĩ thì cười tươi chia sẻ. Theo bác sĩ Phi, bản thân anh thấy rất hài lòng vì đã cố gắng hết sức giúp được cho hai bé lấy lại hình dạng như bình thường. Các bệnh nhi dự kiến sẽ có thời gian bó bột khoảng 6 tuần. Khung chậu của các bé trong quá trình mổ khá vững, niệu và bộ phận sinh dục, tử cung cũng sẽ được tái tạo lại. Hiện bác sĩ Phi được phân theo dõi bột cho hai bé, tránh các biến chứng chèn ép bột, nhiễm trùng, loét da do nằm lâu. Việc bó bột sẽ được kéo dài trong 6 tuần. Tương lai, các bé sẽ được kết hợp với tập vật lý trị liệu, tập cách ly vì đã 13 tháng tuổi rồi. Mình hy vọng ngoài việc hai bé có thể sống được, sinh hoạt bình thường thì có thể lớn lên, làm việc và sinh con, bác sĩ kết lại cuộc trò chuyện. 6 thành viên ekip chỉnh hình nhi trong ca đại phẫu gần 13 tiếng tách rời hai bé gái trúc nhi, Diệu Nhi bao gồm 1. Bác sĩ Phan Văn Tiếp, trưởng khoa chấn thương chỉnh hình, bệnh viện Xuyên Á, thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ekip chỉnh hình nhi của ca mổ. 2. TS. Bác sĩ Võ Quang Bình Nam, phó khoa nhi bệnh viện chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh. 3. Thờ. Bác sĩ Huỳnh Mạnh Nhi, phó khoa nhi, bệnh viện chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh. 4. Bác sĩ Lê Phước Tân, trưởng khoa bỏng, chỉnh trực bệnh viện Nhi đồng 2. 5. Bác sĩ Nguyễn Dương Phi, trưởng nhóm chỉnh hình nhi bệnh viện Nhi đồng thành phố. 6. Bác sĩ Đỗ Đức Duy, bác sĩ điều trị chỉnh hình nhi, bệnh viện Nhi đồng thành phố.